Chúa vì chúng ta được vào trong nhà Chúa để chúng ta thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay. Trước hết tôi xin cảm ơn đại tá Chúa, mục sư Bùi Thế Hiền như hội thánh của Chúa tại đây cho tôi có cơ hội để có thể đến cầu nguyện Chúa với hội thánh của Chúa buổi sáng hôm nay. Đây là cái điều vinh dự Chúa ban cho trong chức vụ của chúng tôi. Cho nên một lần nữa cảm ơn hội thánh. Tôi tin chắc rằng khi nói đến cái đề tài bài giảng buổi sáng hôm nay, chắc một số quý vị quý ông bà anh chị em hơi thắc mắc, tại vì nói rằng hôm nay là cái ngày đáng lý ra phải giảng bài giảng về Chúa vào thành Jerusalem. Nhưng mà tại sao tôi giảng cái đề tài là tinh thần cầu nguyện dường như nó không có ăn khớp với cái thời điểm của chúng ta ngày hôm nay? Ta suy nghĩ đến cái tinh thần cầu nguyện, không là cái vấn đề cầu nguyện, bởi vì chúng ta biết rằng các môn đồ của Chúa bị thất bại trong vườn Gethsemane bởi vì cái tinh thần cầu nguyện của họ. Cho nên nó có một phần nó cũng dính đến cái tuần lễ này về sự thương khó của Chúa. Cho nên chúng ta sẽ suy nghĩ đến cái đề tài tinh thần cầu nguyện. Dĩ nhiên buổi sáng hôm nay chúng ta không có suy nghĩ đến làm thế nào để chúng ta biết cách để cầu nguyện. Bởi vì khi chúng ta đã tin Chúa, khi chúng ta đặt đức tin nơi Chúa thì chúng ta đã biết cầu nguyện rồi. Nhưng mà buổi sáng hôm nay tôi muốn quý cụ, quý ông bà, cha em và tôi, chúng ta đi sâu hơn vào trong cái sự cầu nguyện. Đó là nói đến cái tinh thần cầu nguyện của chúng ta. Cho nên trước khi đến với lời của Chúa, một lần nữa chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Xin Chúa soi dẫn chúng ta, hướng dẫn chúng ta trong lời của Ngài. Lạy Chúa là Cha thiên phụ từ ái của chúng con, chúng con tạ ơn Chúa vì lời của Chúa là lời hằng sống, và chính lời của Ngài nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng con. Cho nên buổi sáng hôm nay một lần nữa chúng con đến với lời của Ngài, và chúng con xin Chúa Ngài soi dẫn chúng con, xin Thánh Linh của Ngài mở mắt chúng con, mở tâm trí của chúng con để chúng con có thể nghe và chúng con nhận lời Chúa buổi sáng hôm nay. Chúng con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ suy nghĩ đến cái tinh thần cầu nguyện, và ít nhất có 4 cái tinh thần mà tôi sẽ nhờ ơn Chúa để có thể giải bài, và chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa chúng ta có thể thực hành ở trong đời sống của chúng ta. Chỉ vỏn vẹn có 3 câu thôi, câu 2, câu 3 và câu 4. Nhưng mà sứ đồ Phaolô đã gợi gắm cái tinh thần cầu nguyện ở trong đây rất là nhiều. Nếu quý cụ quý anh bà anh chị em đọc lời của Chúa trong các thư tín của ông Phaolô thì quý vị sẽ thấy cái cách thức mà sứ đồ Phaolô viết những cái chương đầu của những cái lá thơ của ông, thì ông nói đến về cái tính lý của Chúa, và những cái phần sau của cái thơ của ông thì ông nói đến những cái lời khuyên thực tiễn ở trong cái đời sống theo Chúa. Và trong thư Colosse này cũng vậy, chương 1, chương 2 thì ông nói đến những cái tính lý về Chúa Jesus Christ. Và chương 3 và chương 4 ông nói đến cái đời sống thực tiễn. Ông có những cái lời khuyên, và những cái lời khuyên đó rất là thực tế ở trong đời sống của chúng ta. Và như đoạn 3 thì ông nói đến cái bổn phận của con người của chúng ta đối với nhau ở trong gia đình, ở trong chỗ làm, ở trong những cái khía cạnh đó. Và trong đoạn 4 thì ông nói đến cái đời sống cá nhân của chúng ta. Và dĩ nhiên buổi sáng hôm nay như tôi nói chỉ có 3 câu thôi, nhưng mà chúng ta sẽ học đến 4 cái tinh thần mà sứ đồ Phaolô muốn giải bài ở đây. Cái tinh thần đầu tiên mà chúng ta cùng suy nghĩ đó là tinh thần bền đổ ở trong sự cầu nguyện. Ở trong đoạn 4 câu 2 tôi đọc lại để quý cụ quý ông bà anh chị em theo dõi. Ông Phaolô nói trong câu 2: phải bền đổ và tỉnh thức ở trong sự cầu nguyện. Bền đổ ở trong sự cầu nguyện, đây phải là cái tinh thần ở trong đời sống của chúng ta. Bởi vì trong cái xã hội mà chúng ta sống ngày hôm nay đó, nó làm cho chúng ta mất đi cái sự bền đổ ở trong sự cầu nguyện. Chữ bền đổ ở đây rất là dễ hiểu để chúng ta có thể sẽ hiểu. Bền đổ nghĩa là bền lòng cầu nguyện cho đến khi cái điều mà Chúa ban cho, đến khi chúng ta đạt được cái điều đó. Đó là chữ bền đổ. Và chúng ta thấy đó là cái điều mà ông Phaolô cũng đã nói trong Roma đoạn 12 câu 12, nói rằng ông nói rằng hãy vui mừng trong niềm hy vọng, chịu đựng ở trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. Sứ đồ Phaolô nói cái hình ảnh đó là dầu chúng ta ở trong cái sự vui mừng hay là chúng ta ở trong cái sự hoạn nạn thì chúng ta vẫn phải bền lòng và cầu nguyện. Như tôi nói, xã hội ngày hôm nay nó làm cho cuộc đời của chúng ta mất đi cái sự bền đổ ở trong sự cầu nguyện. Ngày hôm nay cái gì chúng ta cũng thấy là mì ăn liền, ngay cả cháo ăn liền, rồi cái gì cũng ăn liền hết.
cà phê cũng có thể uống liền, tất cả mọi cái, ngay cả đến nó xin lỗi, ngay đến cái hôn nhân cũng có thể cưới liền, nó chỉ chạy qua cửa sổ là xong. Cho nên đó là cái điều mà xã hội nó ảnh hưởng đời sống của chúng ta và làm cho chúng ta muốn khi chúng ta cầu nguyện đó thì cái gì nó cũng phải là ngày hôm trước, là ngày hôm sau phải được. Nhưng mà lắm lúc ở trong đời sống của chúng ta có những nan đề, có những cái vấn đề ở trong hội thánh, ở trong gia đình, ở trong cá nhân của chúng ta, nó phải đi qua sự bền đổ để cầu nguyện với Chúa. Luca đoạn 18 câu 1 đến câu 8, Chúa cho một cái hình ảnh mà tôi đọc để quý cụ quý bà chị em chúng ta theo dõi ở đây, để chúng ta thấy và chúng ta có thể có một cái nguyên tắc trong cái sự cầu nguyện ở bền đổ đó. Luca đoạn 18 câu 1 đến câu 8, quý vị có kinh thánh mở ra tôi đọc và quý bà chị em theo dõi. Đức Chúa Giêsu phán cùng môn đồ thí dụ để tỏ rằng phải cầu nguyện luôn, hay là có thể nói là phải bền lòng cầu nguyện. Đây là cái ví dụ mà Chúa cho các môn đồ của Chúa. Trong thành kia có một quan án không kính sợ Đức Chúa Trời, không vị nể ai hết. Trong thành đó cũng có một người đàn bà quá đến thưa quan rằng: xin lấy xét lẽ công bình cho tôi về kẻ nghịch cùng tôi. Quan ấy từ chối đã lâu, nhưng kế đó người tự nghĩ: dầu ta không kính sợ Đức Chúa Trời, không vị nể ai hết, song vì đàn bà quá này quấy rầy ta, ta sẽ xét lẽ công bình cho nó, để nó không tới làm nhức đầu ta. Và chúng ta xem câu 6 và câu 7 để Chúa nói. Đoạn Chúa phán thêm rằng: các ngươi có nghe lời quan án không công bình đó chăng? Vậy có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người đã được chọn, là kẻ đêm ngày kêu cầu Ngài mà lại chậm chạp đến cứu họ sao? Chúa đem một cái ví dụ để có thể dạy cho đồng dân của Chúa. Một cái vị quan án đó không có sợ ai hết, không có kính sợ Chúa và cũng chẳng có quan tâm đến ai khác. Nhưng mà có một người đàn bà quá đó, vì cái nhu cầu của bà, vì cái sự bất công của bà, và bà đến và kêu cầu cái người đó, cái quan án đó, và bà kêu cầu ngày này qua ngày khác, cho đến khi mà cái quan án đó nói rằng: ta phải xử lẽ công bình cho người này. Và Chúa nói rằng: các ngươi thấy không, cái quan án đó không có kính sợ Chúa mà còn biết cái điều đó, huống chi ta là Đức Chúa Trời công bình công chính, mà nếu các ngươi tin cậy ta, bền đổ trong sự cầu nguyện, thì ta cũng sẽ nghe lời cầu nguyện của các ngươi. Như tôi nói đó, xã hội ngày hôm nay làm cho chúng ta muốn cái gì phải có liền cái lúc đó, nhưng mà chúng ta mất đi sự bền đổ ở trong sự cầu nguyện của chúng ta. Tôi nhớ lại trong cái đời sống của tôi, và tôi cảm ơn Chúa rất là nhiều, bởi vì cái hình ảnh bà ngoại tôi bền đổ ở trong sự cầu nguyện, và nó là một cái hình ảnh mà có thể nói là nó theo suốt cuộc đời của tôi. Bà ngoại tôi hầu việc Chúa một thời gian cũng rất là lâu, và khi về thì ông ngoại tôi qua đời, chỉ còn bà ngoại tôi và sống với người dì thứ hai, và tôi được nuôi dưỡng ở trong gia đình của bà ngoại và bà dì tôi nuôi. Và tôi nhớ mỗi tối, đêm nào cũng như đêm nay, gia đình có lễ bái cầu nguyện, và bà ngoại tôi cầu nguyện rất là dài. Tôi thì lúc đó tôi không nhớ là bao nhiêu tuổi, nhưng mà còn rất là nhỏ, cứ ngồi đó nghe bà ngoại tôi cầu nguyện xong một chập đó, tôi chịu không nổi thì tôi bắt đầu tôi ngủ xong một chập đó, bắt đầu tôi mở mắt ra thì cũng còn nghe bà ngoại tôi cầu nguyện tiếp. Và rồi bà ngoại tôi cầu nguyện xong rồi bắt đầu tới bà dì tôi, thì bà dì tôi cũng y như cái khuôn của bà ngoại tôi, và ngày nào cũng như ngày nấy vẫn trung tín cầu nguyện cho con cháu, cầu nguyện cho hội thánh, cầu nguyện cho những cái công việc ở trong đời sống. Và tôi nhớ mãi, tôi lúc đó thì tôi không biết hai cái tên, mà bây giờ tôi vẫn còn nhớ, lúc nào đêm nào bà ngoại tôi cũng cầu nguyện: xin Chúa ban phước cho Quỳnh Thị Tam và La Thị An. Và sau này tôi mới biết rằng hai người đó chính là hai người dâu của bà ngoại của tôi. Và ngày nào cũng cầu nguyện trung tín bền đổ, cầu nguyện xin Chúa ban phước, Chúa ban phước. Có nhiều khi chúng ta không cần phải cầu nguyện những cái điều khác, nhưng mà chúng ta bền đổ để chúng ta cầu nguyện cho con, cho cháu của mình, để Chúa ban phước, để Chúa dẫn dắt con cháu của mình đi ở trong đường kính sợ Chúa. Và đó là cái tinh thần mà sứ đồ Phaolô nói là phải bền đổ ở trong sự cầu nguyện. Bền đổ ở trong sự cầu nguyện. Và tôi thách thức quý ông bà, anh chị em, chúng ta có cái tinh thần này không? Hay là có những cái nan đề nào đó ở trong hội thánh của Chúa, có những cái nan đề nào đó ở trong gia đình của chúng ta, và chúng ta cầu nguyện ngày hôm nay, ngày hôm sau chúng ta nói rằng: Chúa không có trả lời, bây giờ tôi phải làm theo cái cách của tôi phải suy tính để cái công việc này nó sẽ đi theo cái chiều hướng này. Đó không phải là cái tinh thần mà sứ đồ Phaolô muốn nhắc nhở con dân của Chúa, nhưng mà ông nói là phải bền đổ ở trong sự cầu nguyện. Bền đổ ở trong sự cầu nguyện, đó phải là tinh thần của
chúng ta. Và đó là cái tinh thần thứ nhất mà sứ đồ Phaolô muốn gửi đến con dân của Chúa ở tại Colosse. Tôi nhờ ơn Chúa đem cái tinh thần đó nhắc nhở quý cụ, quý anh bà, anh chị em và tôi, để chúng ta có thể bền đổ ở trong sự cầu nguyện. Cái tinh thần thứ hai kế tiếp đó, sứ đồ Phaolô nói hãy tỉnh thức ở trong sự cầu nguyện. Như tôi nói, đây là cái thất bại của các môn đồ. Ở tại vườn Gethsemane, Matthew đoạn 26 và 41, các môn đồ đã mê mệt, đã ngủ mê, đã thiếu đi tỉnh thức. Và rồi bao nhiêu cái biến cố xảy ra sau đó, sứ đồ Phi-e-rơ phải chối Chúa, sứ đồ Giăng phải bỏ chạy để trốn tránh những cái điều nó xảy đến sau nữa, bởi vì thiếu tỉnh thức ở trong sự cầu nguyện. Cho nên Chúa đã nhắc nhở, Chúa đã cảnh tỉnh, Chúa đã nói với các môn đồ là các ngươi hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo xa vào trước cám dỗ. Dầu là tâm thần các ngươi muốn lắm nhưng mà cái xác thịt nó vẫn yếu đuối. Cho nên cái tinh thần tỉnh thức ở trong sự cầu nguyện nó phải có ở trong đời sống của chúng ta. Không phải chúng ta bền đổ, chúng ta cầu nguyện mỗi ngày, nhưng mà chúng ta cũng còn phải tỉnh thức nữa. Không phải như tôi kể đó, không phải như tôi cũng bền đổ, cũng ngồi đó cầu nguyện với bà ngoại, với bà gì đó, nhưng mà nó không có cái sự tỉnh thức ở trong đời sống. Ngồi đó thì ngủ, ngủ xong rồi dậy, dậy nghe vẫn còn cầu nguyện đó. Nó không có cái sự tỉnh thức ở trong đời sống của mình. Nhưng mà cái chữ tỉnh thức ở đây, trong câu 2 đó, sứ đồ nó phải bền đổ và tỉnh thức ở trong sự cầu nguyện. Nhưng mà cái chữ tỉnh thức ở đây, ông sứ đồ Phaolô cũng không có nói hoàn toàn là cái phần thể xác của chúng ta. Làm nhiều khi chúng ta nói đến tỉnh thức thì chúng ta nghĩ là cái thân xác của chúng ta được tỉnh táo, cái cơ thể của chúng ta có thể nhìn điều này, nhìn điều kia, thấy điều này, thấy điều nọ. Nhưng mà sứ đồ Phaolô nói cái chữ tỉnh thức ở đây nó còn vượt xa hơn nữa. Đó là ông nói đến cái tâm trí tỉnh táo và cái tâm trí sáng suốt nữa. Không phải chỉ cái thân thể của chúng ta, nhưng mà còn cái tâm trí của chúng ta nữa. Nó phải tỉnh táo để có thể suy xét điều này, suy xét điều kia. Và như tôi thấy đây là cái điều rất là đúng. Nhiều khi ngày hôm nay chúng ta tỉnh thức ở trong cái thân xác này, chúng ta có thể dậy 5-6 giờ sáng chúng ta cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện bền đổ ngày này qua ngày kia, nhưng mà chúng ta không có tỉnh táo đủ ở trong tâm trí của chúng ta để thấy những cái mưu của ma quỷ. Những cái mưu trước của ma quỷ lắm khi nó không phải chỉ mắt chúng ta nhìn thấy, nhưng mà nó còn sâu thẳm ở trong tâm trí của chúng ta, và những cái điều mà chúng ta phải sáng suốt để chúng ta mới có thể nhìn nhận được đó là những cái mưu trước của ma quỷ. Ngày hôm nay như tôi nói đó, ma quỷ nó không phải còn đem những cái thứ mà ở trước mắt của chúng ta nữa, nhưng mà có những cái thứ mà chúng ta có thể thấy nó như là nguy hại, nhưng mà nó là một cái cám dỗ rất là lớn trong đời sống của chúng ta. Ngày hôm nay ma quỷ đưa những cái cám dỗ, những cái thách thức ở trong đời sống của chúng ta đi vào tận ở trong phòng khách của chúng ta, tận ở trong phòng ngủ của chúng ta. Mà nếu chúng ta không tỉnh táo ở trong cái tâm trí của mình để chúng ta suy xét những điều này, điều kia và sai tập đó, chúng ta sẽ bị mắc mưu của ma quỷ. Và chúng ta sẽ chẳng bao giờ cầu nguyện được một cách đúng đắn ở trong sự cầu nguyện của chúng ta. Cho nên sứ đồ Phaolô nói là các anh chị em phải tỉnh thức ở trong sự cầu nguyện, không phải bằng thân xác của mình, nhưng mà bằng tâm trí của mình nữa. Phải tỉnh táo để xem xét, để những cái cám dỗ của cuộc đời này nó lẫn trốn, nó ẩn chứa trong những cái điều mà trong cái suy nghĩ của chúng ta phải nhìn thấy. Và hơn ai hết, sứ đồ Phaolô là cái người mà đã từng kinh nghiệm cái sự thất bại ở trong cái tinh thần cầu nguyện, ở trong cái sự mất tỉnh thức của ông. Và ông ghi lại ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 8. Quý cụ, quý bà anh em có thuộc câu này không? Nếu không thì tôi khích lệ quý cụ, quý bà anh em học thuộc câu này. Tôi tin chắc rằng một số quý vị chắc đã thuộc rồi. Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 8 là một câu rất là quen thuộc. Ông nói rằng hãy tiết độ và tỉnh thức. Tiết độ và tỉnh thức. Và cái câu sau ông nói mới là cái điều mà chúng ta suy nghĩ. Vì ma quỷ như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Sứ đồ Phi-e-rơ nói sư, ma quỷ nó như sư tử rống đó, nhưng mà nó phải nó gặp ai nó cũng dồn, nhưng mà nó sẽ nhìn những cái đời sống thiếu tỉnh thức, nhìn những cái đời sống thiếu tiết độ, nhìn những cái đời sống mà nó có thể ăn một cái rất là ngon miệng, không có cần phải tốn sức. Và đó là cái điều mà
sứ đồ Phi-rơ đã kinh nghiệm, bởi vì ông đã từng trải ở tại vườn Getsemane và đi qua những cái chặng đường của cuộc đời Chúa Cứu Thế ở trong phiên tòa sự. Vậy mà ông đã ghi lại, và tôi thiết tưởng rằng không có cái lời nào có thể thực tế hay là nó đi qua kinh nghiệm, đi qua từng trải bằng sứ đồ Phi-rơ. Hai điều ông thiếu đó là thiếu tiết độ và thiếu tỉnh thức. Cho nên ông bị, cảm ơn Chúa, ông đã được cái sự thương xót, được cái sự cầu nguyện của Chúa mà ông đã đắc thắng, và ông trở nên những người có thể nói là những người thành công ở trong sự phục vụ Chúa về sau. Cho nên chúng ta suy nghĩ hai điều vừa qua là điều gì? Thứ nhất đó là cái tinh thần bền nổ ở trong sự cầu nguyện. Thứ hai là tinh thần tỉnh thức ở trong sự cầu nguyện. Thứ ba, điều mà chúng ta suy nghĩ đó là tinh thần cầu nguyện tạ ơn. Cũng ở trong câu 2 đó, sứ đồ Phao-lô nói rằng phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện mà thêm sự tạ ơn vào. Cái tinh thần thứ ba mà tôi muốn cùng quý bạn cho em suy nghĩ đó là tinh thần cầu nguyện tạ ơn. Sứ đồ Phao-lô ông theo dõi rất là sát hội thánh của Chúa ở tại Côlôse. Và nếu chúng ta đọc ở trong đoạn 2, chúng ta sẽ thấy rằng dầu cái thân ông xa cách hội thánh Côlôse, nhưng mà cái sự quan tâm, cái đời sống, cái chức vụ của ông đó vẫn luôn quan tâm đến hội thánh của Chúa. Thấy hội thánh của Chúa có được cái điều này tốt, có được cái điều kia tốt, nhưng mà có những cái điều mà ông khuyên hội thánh Chúa phải thêm, có nghĩa là hội thánh đó đang thiếu, có nhưng mà chưa đủ. Cho nên chúng ta thấy, chúng ta để ý, chúng ta thấy ông nói là mà thêm sự tạ ơn vào, có nghĩa là hội thánh của Chúa cũng có cầu nguyện tạ ơn, đời sống con nhân của Chúa cũng cầu nguyện tạ ơn, nhưng mà chưa đủ, phải thêm vào, thêm sự tạ ơn vào trong cái sự cầu nguyện. Và nếu quý cụ quý bạn suy nghĩ thử xem đây, cái lần gần nhất chúng ta cầu nguyện, chúng ta cầu xin Chúa điều gì? Lần gần nhất chúng ta cầu nguyện đó, bao nhiêu lời tạ ơn của chúng ta ở trong cái lời cầu nguyện đó? Quý vị suy nghĩ thử xem. Như tôi nói, điều này có thể sẽ đụng chạm. Chúng ta nhiều khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta đến với Chúa, chúng ta đưa cho Chúa nguyên một cái list để chúng ta xin Chúa, xin Chúa, xin Chúa, xin Chúa. Và rồi chẳng bao giờ nghe một lời tạ ơn Chúa ở trong đời sống của chúng ta, ở trong sự cầu nguyện. Ngày hôm nay chúng ta đến với Chúa, chúng ta đem đến cho Chúa: Chúa ơi, con cần điều này, Chúa ơi, con cần điều kia, Chúa ơi, con của con đi vào đại học, Chúa ơi, con đang mất chớp, Chúa ơi, con cần mua một ngôi nhà mới, Chúa ơi, con cần điều này, Chúa ơi, con cần điều kia. Nhưng mà khi Chúa ban phước cho chúng ta rồi đó, thì không bao giờ nghe những lời tạ ơn Chúa ở trong lời cầu nguyện của chúng ta. Và đây là cái thiếu sót lớn ở trong đời sống của chúng ta. Và đây cũng là cái sự thiếu sót ở trong hội thánh của Chúa tại Côlôse. Và đó là lý do mà sứ đồ Phao-lô nói là anh em phải thêm sự tạ ơn vào. Dù anh em trung tín với anh em bền đổ trong sự cầu nguyện đó, dù anh em có tỉnh thức cầu nguyện đó, nhưng mà anh em đang thiếu một điều, đó là tạ ơn Chúa trong sự cầu nguyện. Anh em phải thêm cái điều đó vào trong lời cầu nguyện của anh em. Đừng có xin hoài, xin hoài. Dĩ nhiên tôi không có đả kích quý cụ quý bạn cho chúng ta xin Chúa. Đây là cái đặc ân Chúa ban cho chúng ta để chúng ta kêu cầu Chúa, chúng ta xin Chúa. Nhưng mà như điều tôi nói, chúng ta cần phải thêm sự tạ ơn vào ở trong lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta thiếu, tôi tin chắc rằng chúng ta thiếu rất là nhiều ở trong sự cầu nguyện của chúng ta khi chúng ta đến trình dâng với Chúa. Dĩ nhiên như tôi nói, khi mà tôi giảng cho quý cụ quý bạn xem, đó là lúc mà tôi học lại một lần nữa ở trong đời sống của tôi. Tôi, gia đình của chúng tôi thì học cái điều này khi nói đến tinh thần cầu nguyện. Có một thời điểm nào đó, một ngày nào đó ở trong tuần hay là một ngày nào đó trong tháng, chúng tôi hợp nhau lại và chúng tôi không có xin điều gì với Chúa hết. Mà chúng tôi chỉ nói với con cái của chúng tôi, nói với gia đình chúng tôi là bây giờ chúng ta suy nghĩ những điều nào Chúa cho mình, chúng ta tạ ơn Chúa. Chỉ cầu nguyện tạ ơn Chúa mà thôi. Quý vị hãy thử làm điều này xem. Một ngày ở trong tuần hay là một cái thời điểm nào đó, hay là chúng ta tập thành một cái thói quen, chúng ta tạ ơn Chúa trong sự cầu nguyện. Quý vị sẽ kinh nghiệm được cái sự ngọt ngào, kinh nghiệm được cái phước hạnh ở trong cái lời tạ ơn của chúng ta. Bởi vì tôi tin chắc rằng ai trong chúng ta là người lớn, chúng ta ở đây, chúng ta có con, có cháu, chúng ta cho con chúng ta điều gì, chúng ta cũng, dĩ nhiên chúng ta không có nói ra, nhưng mà chúng ta
con mà nói chúng ta lời cảm ơn, chúng ta thỏa lòng lắm phải không? Chúa của chúng ta cũng vậy. Và một câu chuyện mà tôi muốn kể để có thể cho chúng ta thấy cái hình ảnh đó, có thể chúng ta đã nghe rồi, hai thiên sứ mà Chúa sai. Một ngày kia thì Chúa sai hai thiên sứ đến ở trong thế gian để thâu lại những cái điều. Một vị thiên sứ thì đi thâu những cái lời cầu xin, vị thiên sứ kia thì mang cái bao để nhận những cái lời tạ ơn. Và cuối ngày hai vị thiên sứ đó đi về thì từ đằng xa thì Chúa thấy rằng có một vị đi trước xong mà quải nguyên một cái bao thật là nặng nề. Và bên sau cái vị đó thì có một cái vị thiên sứ thứ hai thì đi rất là thoải mái, đi còn ca bài hát nữa. Thì khi đến gần thì Chúa mới biết rõ rằng cái vị thiên sứ đi nặng nề mang cái bao nặng đó là vị thiên sứ mang những lời cầu xin. Còn cái vị đi phía sau đó đi lơn tơn thoải mái đó là vị mang cái lời tạ ơn. Không có bao nhiêu hết, rất là nhẹ, cho nên vị thiên sứ đó đi rất là thoải mái. Cái câu chuyện này nó nhắc cho chúng ta một cái điều ở trong thực tế đời sống của chúng ta. Chúng ta xin rất là nhiều, chúng ta xin rất là nhiều nhưng mà chúng ta tạ ơn Chúa rất là ít. Cho nên một lần nữa tôi thách thức quý cụ, quý bà, chị em, chúng ta tập tành cầu nguyện tạ ơn ở trong đời sống của mình. Và có lẽ khi tôi nói điều này thì chắc một số quý vị sẽ suy nghĩ rằng tạ ơn Chúa thì cái điều đó dễ rồi. Nếu mà Chúa ban phước cho tôi, nếu mà Chúa chúc phước cho tôi, nếu mà Chúa cho tôi điều này điều kia thì tôi tạ ơn Chúa rất là dễ rồi. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh của tôi, bệnh tật lâu ngày, ngày này qua ngày kia, mất chớp đi tìm hoài không có, con thì đau yếu, thì làm sao tôi tạ ơn Chúa được? Chắc quý vị cũng đã đi ở trong những cái kinh nghiệm đó. Và có những cái thời điểm, có những cái hoạn nạn mà chúng ta nói là đây không thể nào tôi tạ ơn Chúa được, phải không? Nhưng mà tôi muốn quý cụ, quý bà, chị em sẽ xem xét một cái đời sống của cái người này, xem xét cái đời sống của người này như thế nào. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 11 câu 23 trở đi, tôi muốn quý cụ, quý bà, chị em có kinh thánh mở ra và tôi sẽ đọc để quý vị thấy cái vị này đã đi qua những cái từng trải như thế nào. Và cái đời sống của ông này đã bày tỏ cái sự biết ơn hay tạ ơn Chúa như thế nào. Côn Tô Nhì chương 11 câu 23 trở đi. Họ là kẻ hầu việc đấng Christ phải chăng? Ừ, tôi nói như kẻ dại dột, tôi là kẻ hầu việc hơn. Tôi chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng. Đòi phen tôi gần phải chết, 5 lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40. 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu, ở trong biển sâu 1 ngày 1 đêm. Lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy giữa dân mình, nguy với dân ngoài, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối. Chịu khó nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõ lồ, còn chưa kể mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh. Quý vị biết đó là ai không? Đó là cuộc đời của sứ đồ Phao-lô. Phao-lô nói là nếu mà nói về phước hạnh hả, tôi cũng có phước hạnh. Nói về đau khổ hả, tôi cũng có đau khổ. Muốn nghe đau khổ của tôi kể cho nghe và chúng ta đọc, tôi đọc với mình nghe thế. Ông chịu khó nhọc, ông chịu đau khổ, ông chịu sự giả dối của anh em, ông chịu những cái đau đớn ở trong cuộc đời, ở trong chức vụ của ông. Nhưng mà nếu quý cụ, quý bà, cho em đọc những thư tín của sứ đồ Phao-lô, chúng ta sẽ thấy đời sống của ông toát lên một cái mùi hương của lòng biết ơn Chúa. Ông sống với lòng biết ơn Chúa, dầu ở trong nghịch cảnh hay ở trong thuận cảnh, ông vẫn luôn luôn tạ ơn Chúa và khích lệ những người khác tạ ơn Chúa. Cho nên quý cụ, quý bạn, chị em có thể đau ốm, có thể bệnh tật, có thể mất công việc làm, có thể bị người ta lừa dối, phỉnh gạt. Những cái đau khổ đó quý vị nói tôi không có cầu nguyện tạ ơn Chúa được, nó đau khổ quá, tôi đang thù, tôi đang giận người đó. Sứ đồ Phao-lô nói không có điều đó. Anh em là con nhân Chúa, anh em phải bày tỏ lòng biết ơn Chúa, lòng tạ ơn Chúa, dầu ở trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Và như tôi nói, tôi khích lệ quý cụ quý bạn xem hãy làm điều này. Và nếu quý vị làm không được, quý vị đọc những thư tín của sứ đồ Phao-lô, quý vị sẽ thấy rằng cuộc đời của ông, những cái đau đớn, những cái ê chề, những cái thách thức ở trong cuộc đời của ông đó, ông vẫn vượt qua ở trên tất cả những điều đó với tinh thần biết ơn Chúa và tạ ơn Chúa. Và ông nói ở trong Tê-xô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 18. Tôi đọc từ câu 16 để chúng ta thấy đây là cái vẻ đẹp của sứ đồ Phao-lô dầu ở trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ông nói là câu 16 của Tê-xô-ni-ca đoạn 5: hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. Việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, dầu đó là cái thách thức, dầu đó là cái khó khăn, dầu đó là cái sự đau khổ ở trong cuộc đời của mình, thì chúng ta cũng phải tạ ơn Chúa. Tại sao? Ông nói tiếp trong câu 18: vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Chúng ta cầu nguyện tạ ơn Chúa, chúng ta tạ ơn Chúa, chúng ta biết ơn Chúa ở trong tất cả mọi sự, không phải là điều chúng ta muốn hay là chúng ta không muốn làm, nhưng mà đó là cái ý muốn của Chúa muốn ở trên đời sống của chúng ta. Và ngày hôm nay như tôi nói, chúng ta đang thiếu trầm trọng cái điều đó ở trong đời sống của chúng ta. Vì vậy xin Chúa giúp cho chúng ta không chỉ bền đổ ở trong sự cầu nguyện, không chỉ tỉnh thức ở trong sự cầu nguyện, nhưng mà phải tạ ơn Chúa trong tất cả những điều Chúa ban cho ở trong lời cầu nguyện của chúng ta. Và điều thứ tư, tinh thần thứ tư ở trong sự cầu nguyện, ở trong Côlôse đoạn 4 câu 3 và câu 4. Tôi đọc lại để quý anh bạn xem theo dõi cái câu đó. Câu 3 và câu 4: Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được trao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ. Vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích, lại hầu cho tôi được tỏ cho biết lẽ ấy như điều tôi phải nói. Cái điều thứ tư hay là cái tinh thần thứ tư ở trong sự cầu nguyện, đó là tinh thần cầu nguyện cho sự giảng đạo. Tôi muốn hỏi quý cụ quý bạn xem một lần nữa là quý cụ quý bạn xem có bao giờ làm điều này ở trong cái tinh thần cầu nguyện của chúng ta không? Hay là chúng ta nói là mỗi lần đến cầu nguyện là mình chỉ vấn đề xin thôi, mình xin Chúa thôi. Quý vị có bao giờ cầu nguyện cho sự giảng đạo? Ở trong phạm vi rộng chúng ta nói đến sự giảng đạo, hay là chúng ta nói đến sự truyền giáo. Ở trong phạm vi hẹp chúng ta nói đến phương diện chứng đạo ở trong hội thánh của Chúa. Quý cụ quý bạn cho có cầu nguyện không? Tôi tin chắc rằng hội thánh của Chúa dường như đã học trong sách Công của các sứ đồ. Chúng ta thấy cái khuôn mẫu của hội thánh Chúa. Khi Chúa ban Thánh Linh để có thể bước ra ngoài nói về Chúa, giảng đạo, thì cái nền tảng của họ đó là sự cầu nguyện. 120 môn đồ hiệp nhau lại cầu nguyện. Họ bên lòng cầu nguyện. Và tôi tin chắc là họ cũng cầu nguyện cho sự giảng đạo. Và Chúa đã làm việc lớn ở trên hội thánh của Chúa bắt đầu từ nền tảng của sự cầu nguyện. Và tôi cũng được biết rằng ở trong khu vực dòng họ vòng hội thánh ở đây có hơn 1.000 gia đình Việt Nam. Có bao giờ quý cụ quý bạn nên suy nghĩ đến những người đó và chúng ta cầu nguyện Chúa ban sự cứu rỗi cho những người đó? Lắm khi chúng ta suy nghĩ đến ở trong nội bộ, ở trong hội thánh của Chúa có những cái trục trặc, có những cái khó khăn, có những cái thách thức, và chúng ta cứ xin Chúa giải tỏ cho chúng con những cái điều, những cái nan đề trong hội thánh, mà chúng ta quên đi những người khác vẫn còn cần sự cứu rỗi của Chúa, chúng ta thiếu đi sự cầu nguyện. Chúng ta cứ như tôi nói, chúng ta cứ xin Chúa giải quyết cái điều này, xin Chúa giải quyết cái điều kia ở trong hội thánh. Đúng, chúng ta cần làm điều đó, nhưng mà chúng ta cũng phải có cái tinh thần cầu nguyện cho sự giảng đạo. Bởi vì ân sủng mà Chúa ban cho chúng ta, sự cứu rỗi mà chúng ta đang nắm ở trong tay, chúng ta đang đứng ở trong cái ân sủng đó, không phải tự nhiên chúng ta có, nhưng mà nó là cái sự cầu nguyện của những người thế hệ đi trước. Những người đã đổ nước mắt ra, những người đã đổ xương máu ra ở trong sự cầu nguyện để xin Chúa cứu rỗi dân tộc Việt Nam của chúng ta. Và rồi chúng ta đang đứng ở trong sự cứu rỗi đó bởi những lời cầu nguyện của những người đó. Chúng ta phải biết ơn Chúa, biết ơn những người đó bằng cái tinh thần cầu nguyện của chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho sự giảng đạo của Chúa được lan ra. Một lần nữa tôi cũng thách thức quý cụ quý anh bà chị em, chúng ta hãy nhờ ơn Chúa để rồi cầu nguyện.
Quý vị nếu ở xa nhà thờ của Chúa, xa hội thánh của Chúa, đang khi chúng ta đến nhà thờ, chúng ta nhóm thờ phụng Chúa đây, chúng ta đi qua những cái khu Việt Nam, qua những cái khu nhà trong vòng này, chúng ta hãy dâng lên Chúa một lần cầu nguyện. Chúa ơi, con không biết ai sống ở trong khu vực này, chúng con không biết người Việt Nam nào sống ở trong khu vực này, nhưng mà nếu có những người đó, con cầu nguyện xin Chúa cứu họ. Quý vị hãy thử làm đi. Quý vị chạy qua những cái khu nào mà chúng ta được cảm động, hay là cái khu nhà của chúng ta đó, chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa cứu rỗi những người ở trong cái khu vực này. Bởi vì như tôi nói, nó không phải tự nhiên chúng ta đang đứng ở đây, chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta được sự cứu rỗi là một sự ngẫu nhiên đâu quý anh chị em. Như tôi nói, đã bao nhiêu người đổ nước mắt ra, quỳ gối cầu nguyện xin Chúa làm những cái việc đó và chúng ta được sự cứu rỗi. Và đó cũng là cái tinh thần mà nó bày tỏ cho chúng ta trong mong ngày Chúa tái lâm. Cái tinh thần cầu nguyện cho sự giảng đạo đó, nó bày tỏ cho cái đời sống của chúng ta trong mong cái ngày Chúa tái lâm. Bởi vì Matthew ghi lại ở trong Matthew đoạn 24 câu 14 nói rằng: vì tin lành này về nước Đức Chúa Trời được giảng ra khắp đất, bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. Chúa nói đến cái ngày tận thế, Chúa nói đến ngày tái lâm, nhưng mà Chúa cũng nói rằng cái ngày đó nó sẽ đến khi mà tin lành của Chúa được giảng ra khắp đất. Và nếu chúng ta trông mong ngày Chúa trở lại chừng nào đó, thì chúng ta cần phải cầu nguyện trong cái tinh thần cho sự cứu rỗi được lan ra ở trên đất này. Đó phải là tinh thần cầu nguyện của chúng ta. Phao-lô luôn kêu gọi con dân của Chúa cầu nguyện cho sự giảng đạo. Nếu quý cụ quý bà cho em đọc những thư tín của ông Phao-lô, thì như tôi nói nãy, ngoài cái tinh thần hay là cái đời sống của ông mang cái vẻ đẹp của Chúa trong sự tạ ơn đó, thì ông cũng mang một cái hình ảnh của người kêu gọi con dân của Chúa cầu nguyện cho sự giảng đạo. Ở trong Tê-xô-nê-ca nhất đoạn 5 câu 25, Ê-phê-sô đoạn 6 câu 19, những cái thư tín mà sứ đồ Phao-lô viết, ông luôn luôn viết rằng: anh em ơi, anh em nhớ cầu nguyện cho chúng tôi, anh em nhớ cầu nguyện cho sự giảng đạo, anh em nhớ cầu nguyện cho tin lành của Chúa được lan ra khắp đất. Và đó là cái tinh thần của ông sứ đồ Phao-lô. Ông không chỉ cầu nguyện cho sự giảng đạo, nhưng mà ông còn khuyến khích con dân của Chúa hãy giảng đạo để đem sự cứu rỗi của Chúa cho những người khác. Cho nên buổi sáng hôm nay quý vị có thể quên hết tất cả mọi sự, nhưng mà quý vị nhớ bốn điều, bốn cái tinh thần mà sứ đồ Phao-lô muốn nhắc nhở con dân của Chúa ở tại Colosse. Đó là tinh thần thứ nhất, đó là tinh thần bền đổ ở trong sự cầu nguyện. Tinh thần thứ hai, đó là tinh thần tỉnh thức ở trong sự cầu nguyện. Và tinh thần thứ ba, đó là tinh thần cầu nguyện ở trong sự phản ơn. Và thứ tư, đó là tinh thần cầu nguyện cho sự giảng đạo. Như tôi nói, có thể chúng ta không có đi ra được, chúng ta làm chứng được Chúa, thì ít nhất chúng ta cũng phải có cái tinh thần cầu nguyện cho điều này. Quý vị nhìn những cái băng ghế ở trong nhà của Chúa còn đóng, quý vị hãy cầu nguyện. Không cầu nguyện cho bên ngoài, thì quý vị cầu nguyện: Chúa ơi, con cầu nguyện cho hai cái ghế này, ba cái ghế này, năm tới sẽ có người ngồi vào đó. Và đó cũng là một cái thách thức mà tôi thách thức quý vị. Mỗi khi quý vị đến nhà của Chúa sáng chủ nhật, quý vị thờ phượng Chúa, quý vị đừng nói chuyện với ai hết. Quý vị nói cũng được, nhưng mà quý vị đi thẳng vào trong nhà của Chúa đây. Quý vị đặt tay lên những cái ghế đó, quý vị cầu nguyện: Chúa ơi, con xin Chúa cho cái ghế này, hai cái ghế này, ba cái ghế này, đức tin của quý vị bao nhiêu quý vị đặt, Chúa cho năm tới hai ba cái ghế này sẽ đọc có chỗ ngồi. Và tôi cầu nguyện xin Chúa giúp cho tôi và quý cụ quý bà anh em, để chúng ta không bị cái tinh thần của thế gian nó len lỏi vào trong chúng ta, để rồi chúng ta không có bền đổ ở trong sự cầu nguyện, không có tỉnh thức ở trong sự cầu nguyện, rồi chúng ta chỉ xin thôi mà không bao giờ biết tạ ơn Chúa, rồi chúng ta cũng không bao giờ biết cầu nguyện cho sự giảng đạo. Cho nên xin lời của Chúa giúp cho quý cụ quý bà anh em và tôi, chúng ta trở về nhà buổi chiều hôm nay, chúng ta có một cái tinh thần mới trong sự cầu nguyện, và chúng ta cùng hiệp ý để chúng ta cùng cầu nguyện. Cái điều nào trong bốn cái tinh thần này mà sứ đồ Phao-lô nhắc nhở đó, điều nào chúng ta có rồi, chúng ta tạ ơn Chúa, đây là cái cơ hội để chúng ta cầu nguyện tạ ơn Chúa. Điều nào chúng ta chưa có, điều nào chúng ta đang thiếu, mỗi người chúng ta cầu nguyện.
cầu nguyện với Chúa. Xin Chúa cho chúng ta có cái điều đó. Mỗi người chúng ta cùng đứng lên và chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Mỗi người chúng ta tự đến với Chúa và thưa chuyện với Ngài. Lạy Chúa kính yêu của chúng con, Chúa ơi, một lần nữa chúng con tạ ơn Chúa vì lời của Ngài. Chúng con cũng tạ ơn Chúa vì cuộc đời của sứ đồ Phao-lô. Ông không chỉ sống với lời của Chúa, nhưng mà ông cũng công bố lời của Chúa để dạy dỗ nhắc nhở chúng con. Ông không chỉ nói suông bằng lý thuyết, nhưng mà tất cả những gì ông giúp đỡ chúng con qua lời của Ngài, đó là kinh nghiệm, là từng trải của ông. Cho nên con cầu nguyện xin Chúa cho chúng con buổi sáng hôm nay, mỗi tâm lòng của chúng con đến với Ngài, chúng con đang thiếu tinh thần nào ở trong sự cầu nguyện, xin Chúa làm cho chúng con đầy trọn. Chúng con có điều nào rồi, xin Chúa làm cho chúng con mạnh mẽ hơn ở trong sự cầu nguyện. Để rồi từ tinh thần bền độ, tỉnh thức cho đến sự tạ ơn ở trong sự cầu nguyện của chúng con sẽ lan rộng ở trong hội thánh của Chúa. Và con cái của chúng con cháu của chúng con sẽ thấy được tinh thần đó ở trong cuộc đời của chúng con và sẽ được ảnh hưởng trong những thế hệ kế tiếp. Chúng con tạ ơn Ngài. Con cũng cầu nguyện xin Chúa cho con dân của Chúa và chính mình con, chúng con có cái tinh thần cầu nguyện cho sự giảng đạo, để danh của Chúa được đồn ra, sự cứu rỗi của Chúa sẽ được ban cho những linh hồn đang cần sự cứu rỗi. Chúng con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta cùng an toàn.